bởi vì Facebook đã tiếp tục bị kiện tại Texas và có khả năng mất hàng trăm tỷ đô la nếu như thua kiện. Văn phòng tổng trưởng lý của tiểu bang Texas đã đâm đơn kiện Meta, tức là công ty sở hữu mạng xã hội của Facebook, lên tòa án Harrison County với cáo buộc vi phạm quyền riêng tư của người dùng bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt. Đơn kiện đã tố Meta sử dụng Facebook để thu thập thông tin sinh trắc học từ ảnh và video của người dùng mạng xã hội ở Texas không có sự cho phép của họ. Dữ liệu thu thập sẽ còn chia sẻ cho bên thứ ba và không tiêu hủy dữ liệu trong thời gian dài. Tổng trưởng lý Texas, ông Ken Bastos, cho biết Facebook lén lút ăn cắp dữ liệu cá nhân của người dùng Texas, gồm hình ảnh và video để trục lợi. Giờ đây chúng ta phải quá rõ việc Facebook đã vi phạm trắng trợn luật của Texas trong thập kỷ vừa qua, luật Texas quy định thu thập thông tin sinh trắc học của một người nào đó mà không được sự cho phép của người đó là bất hợp pháp và nghiêm cấm việc chia sẻ những dữ liệu này. Cá nhân, tổ chức sẽ bị phạt 25.000 cho mỗi lần vi phạm quy định trên. Do đó, Meta có nguy cơ phải chịu án phạt lên đến 100 tỷ đô la cho 20 triệu người dùng Facebook tại Texas. Trước những cáo buộc trên, một lãnh đạo của meta khẳng định rằng những cáo buộc này là vô căn cứ công ty sở hữu mạng facebook đã được thông báo và hoàn toàn có thể kiểm soát tính năng nhận diện khuôn mặt không biết chuyện gì xảy ra nhưng nếu mà quý vị đã đầu tư vào facebook thì cũng phải lưu ý chứ không thể nào mà để trôi nguy hiểm vô cùng